Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn làm chiếc mũ nan trang trí hoa từ giấy thủ công của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt đầu làm cùng mình nhé! Sau khi gắn được các cái sợi giấy vào với nhau, thì ở phần đầu của những cái sợi giấy này, các bạn gấp một cái đường nếp gấp như thế này nhé. Mình gấp các cái nếp gấp hướng lên phía trên này. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn các cái sợi giấy này vào với cái phần nan của chiếc mũ nhé. Mình dùng súng bắn keo gắn keo lên các cái phần đầu của các cái sợi giấy màu cam này. Sau đó các bạn đặt những cái sợi giấy của mình vào với cái phần nan của chiếc mũ. Mình đặt từng cái sợi giấy vào với cái phần nan mũ như thế này nha. Mỗi một cái sợi giấy này thì các bạn sẽ gắn một cái điểm keo, sau đó mình cố định lại nhé. Bây giờ còn ba cái sợi giấy cuối cùng, mình sẽ gắn nó vào với cái phần nan mũ để hoàn thiện chiếc mũ của mình. Vậy là mình đã tạo thành cái chiếc mũ nan được làm hoàn toàn từ giấy thủ công như thế này. Bây giờ thì mình sẽ trang trí cho chiếc mũ của mình một chút. Các bạn dùng giấy thủ công màu vàng. Mình vẽ và tạo hình 4 bông hoa. Sau khi vẽ xong cái hình bông hoa thì các bạn sẽ dùng kéo để cắt ra nhé. Tiếp theo, các bạn gắn những cái bông hoa màu vàng lên xung quanh cái phần nan mũ của mình. Bên trên các cái bông hoa màu vàng này thì mình dùng giấy thủ công màu xanh lá cây. Mình cắt 4 hình tròn nhỏ để làm cái nhị hoa. Bây giờ mình sẽ gắn các cái nhị hoa này vào chính giữa các cái bông hoa của mình. Các bạn gắn keo sau đó đặt các cái nhị hoa lên trên cái hình cánh hoa như thế này nhé.
Phía trên đỉnh của chiếc mũ, mình cũng dùng giấy thủ công màu xanh lá cây. Mình cắt một cái hình tròn nhỏ. Rồi các bạn gắn cái hình tròn này lên trên đỉnh chiếc mũ của mình. Sau khi hoàn thiện thì chúng ta sẽ có một chiếc mũ nan được trang trí những cái bông hoa từ giấy thủ công như thế này. Các bạn thấy chiếc mũ của mình nhìn có sáng tạo không? Dựa trên cái cách trang trí của mình thì các bạn có thể áp dụng đa dạng các cái phong cách cho chiếc mũ của các bạn nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt.